Khoảng 1 giờ sáng ngày 29 tháng 6, sau nhiều giờ, các lực lượng đã cơ bản khống chế được các vụ cháy rừng thông tại các tiểu khu 150, 151, 152 thuộc địa phận hai phường Thủy Phương và Phú Bài của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau, do gió Tây Nam thổi mạnh, lửa âm ỉ ở rừng thông tiểu khu 152 phường Phú Bài cháy trước đó lại bùng phát trở lại và lan sang gần khu vực kho K-890, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đóng ở phường Phú Bài. Ngay lập tức, các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân, phòng cháy chữa cháy huy động gần 1.000 người khẩn cấp dập lửa. Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 6, các lực lượng cơ bản mở rộng được các đường ranh với mỗi bên khoảng 20 mét, dựa theo các đường ranh sẵn có và đường lâm sinh để cô lập quanh khu vực rừng đang bị lửa tàn phá để các lực lượng khác tìm cách đưa nước dập lửa. Song địa hình dốc đứng, cây cối rậm rạp gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Trong lúc dập lửa, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng nổ của đạn còn sót lại từ thời chiến tranh quanh khu vực này. Tại cuộc họp nhanh tại Sở Chỉ huy Tiền Phương, do Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu chủ trì, các lực lượng đề xuất phương án mở rộng thêm đường ranh để bao quanh khu vực đang bị lửa tàn phá, đồng thời thiết lập thêm hai đường ranh vòng ngoài nhằm ngăn cách không để lửa lây lan đến kho K-890 và khu vực dân cư lân cận. Hiện, các lực lượng vẫn đang khẩn trương ngăn lửa lây lan.